mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Phan Hà Thắng Lợi. Hôm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là sửa xe. Sửa xe ô tô hay là xe máy? Xe 67 cũ anh. Ồ, 67 cũ. Đồ đó phải không? Rồi. Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo. Em nay em 23 tuổi. Trước là em mới làm bánh, em mới vừa nghỉ. Làm bánh gì? Dạ em làm bánh kem ạ. Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 1 năm 4 tháng. Hai bạn gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Cách đây là 8 năm. Là do anh kết nghĩa của em là bạn thân của anh này. Sinh nhật của em gái anh này thì chở vô để ăn thì em nghe ăn thì em cũng khoái lắm. Dạ, tâm hồn em rất là ăn uống. Mới ngồi ăn thì ngồi kế anh này luôn. Ảnh lầm bầm chê em. Người gì đâu mà mập như heo. Trời ơi! Ủa là chê với ai em? Cái đó là con giống như là mình chỉ nghĩ trong đầu thôi. Mình chỉ là mình nghĩ trong đầu anh nói, ủa con nhỏ này đâu tới mà nó mập dữ vậy trời, mập như heo. Mình nghĩ vậy thôi. Tới đâu mình buộc miệng mình lẩm bẩm mình nói ra luôn. Rồi em nghe nói câu đó cái cơn em sao? Em đi học á rất là ghét ai ghẹo em như vậy. Trong lúc đó em mới bấu tay nát luôn, chảy máu luôn. Dạ. Em nói là sao nói tôi vậy? Cũng trả lời luôn. Ủa mà mập thiệt, tao nói mập. Mai là bấu chứ lấy nguyên chén nước mắm tạt cho người ổng rồi. Thôi ôi. Mấy tuần sau luôn á, cô này nhắn tin tới, rủ đi uống cà phê. Nhưng mà lý do gì mà em nhắn tin cho bạn này? Em ghét bạn đó rồi. Thì, đây, cái cũng ghét cái vụ mà chọc em quá đi, em muốn cua cho bỏ ghét vậy đó. Cho bỏ ghét. Dạ. Dạ. Thì lấy xe ra chạy đi xuống dưới, chở con này vô quán cà phê bờ sông. Vô tới nơi rồi làm gì cứ đeo tay, mình nghĩ trong đầu con lẽ nhỏ này nó có ghẻ không phải. Em thấy đeo cái bao tay ghét, mình mới đè mình giật hết cái bao tay. Tối luôn, cũng nắm tay được rồi xong rồi chở cổ về trường. Thì mình bỏ cái bao tay trong túi, mình cũng đâu có nhớ đâu. Đi về nhà cái ngồi gờ sao thấy gì cộm cộm rút ra quăng luôn. Bữa hôm sau cổ nhắn tin họ kêu trả là cái bao tay. Mình nhớ là anh vừa lỡ anh giục rồi, thôi để có gì chiều tối anh chở em đi uống cà phê đền. Nhưng mà trong đầu đó không có nghĩ chở uống cà phê, nói vậy thôi chứ đâu chở. Đi chở chở làm gì? Chở đi vòng vô mấy cái khu mà ngay chỗ đèn sáng, cái chỗ đèn tối á. Dạ, chở vô đèn tối. Dạ đúng rồi, ảnh hồi đầu tiên ảnh cứ chở vòng em á. Ủa đi kêu hẹn đi cà phê, chả bao tao mà sao không thấy. Hồi chở vô khu tối thui em. Em nhìn em cũng ớn ớn. Chỗ sáng không đứng chỗ hông. Đứng ở cái bụi cây chứ. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Cái gạt chống đứng lên cái kêu ngồi đi chơi đi rồi chút nữa anh chở đi uống nước. Chở gì? Đó thì dần chống đứng xe lên. Leo lên ngồi, cổ ngồi trước mình ngồi á sao á. Mình nắm tay, mà nắm tay không thấy động đậy gì hết rồi mình biết rồi là... Đúng rồi! Điểu đèn rồi! Anh muốn hỏi, sao cái nắm tay là gì? Thì mình tiến tới mình hôn, thấy cổ hôn quýnh mình là biết là được rồi. Hôn đâu? Thì hôn má. Hôn má? Xong rồi tới hôn miệng. Vậy là thôi. Trời, cổ có giật ra không? Không, thấy chắc hình như phê lắm, để luôn. Dạ. Rồi cái độ phê đó kéo dài bao lâu? Chắc cũng tiếng mấy. Trời ơi! Xin hư đồ hết đi nơi. Trời ơi, coi hung gì mà một tiếng em mấy ơi, vậy trời. Em hung một tiếng rưỡi mà nó có nghỉ giải lao không? Ê, có cho anh cho mà chơi đâu mà chục tiếng mấy. Cách 5-10 phút mình nghỉ thôi, mình làm tiếp. Vậy là vậy? Cứ 5-10 phút là bung ra để mà lấy hơi. Lấy hơi đó, rồi xong rồi tiếp luôn. Rồi sau cái bữa đó rồi có cho đi uống nước không? Dạ không. Kêu thôi tối rồi về đi, không mẹ em la giờ á, rồi chở về. Trời đứa ông lời quá mà. Thì mình được dịp mình phải làm chứ, để không vụt mất làm sao? Đó là lần đầu tiên em được hôn không? Dạ đúng rồi. Sao em thấy sao? Em thấy sao? Chia sẻ coi. Như cũng đẩy ra nhưng mà ông cứ tiến tới, ông cứ tấn công quá xong cái giống như bị vô mê hùng trận á. Em để luôn. Rồi kể từ đó là hai bạn chính thức yêu nhau. Dạ, có tính có chia tay lần nào? Chắc cũng cả chục lần à. Giống như là chia tay nhiều lần nhỏ rồi có một lần là lớn nhất là lúc mà quen gần một năm á, đùng một cái anh cũng không liên lạc gì với mình hết, nhắn tin cũng không trả lời, rồi điện cũng không bắt máy. Em cũng không biết chuyện gì nữa. Tại vì khi mà quen cô này á, lúc đó là muốn quen cho vui thôi, tại vì lúc đó là quen người ốm ốm mà hôm nay có cái gu mập vô giống như luồn gió mới thổi vô cái mình quen thử. Thế rồi tại mấy lần chở cổ đi mà nói chung là đi chơi với mấy ông bên hội xe 67 mà lớn không à, cổ không có nói chuyện gì, ai ghẹo cổ cứ nghe răng cừ rồi không à. Thôi điều này không hợp rồi, thôi nín thinh làm thinh để chia tay cho nó dễ. Mà con nít quá gần như con nít quá. Nhưng mà vậy thì không có nói cho mình biết, cứ yên như vậy. Em nhắn tin thôi, chia ra đi. Nhắn là một chữ ừ.
không. Sau đó là quen mấy nhỏ lớn hơn đúng không? Sau đó là mấy năm á, hai năm mấy á, có một đợt á là không có gặp, lúc đó bỏ luôn số điện thoại rồi, sợ quá bỏ luôn, không dám giữ xài nữa. Đâu có thằng bạn thân, cái nó cho số cho cô này. Bữa sáng hôm đó là 14 tháng 2, về đang nằm, cô này nhắn tin tới: chúc anh sinh nhật vui vẻ, mau có vợ. Mình mới cầm điện thoại lên, mình mới nghĩ con điên nào vậy trời. mới nhắn tin, ủa hỏi ai vậy? Cô này nhắn tin là em Thảo nè. Ủa Thảo nào? Người ta quen nhiều quá, cô không nhớ Thảo nào, mình không nói thiệt kia luôn. Nhắn qua nhắn lại cái chút xíu nữa, nhắn tin là cái gì, giờ ước gì có em giận ở đây. Có xuất hiện không? Không, cô này nhắn tin lại, nói vậy bữa nào mình đi uống cà phê. Rồi xong cuối cùng lúc ra, có ra không? Dạ có, nói chung tình cảm thì vẫn có chút gì đó với anh này. Thì lúc đó nói chung em muốn cảnh thấy được cái hình ảnh bây giờ của em. Rồi sao? Sốc lắm. Mập hơn hả? Không, ba năm sau gặp lại á, thì em ghét nhất là con gái, là con gái mà mặt mình rách. Cái thứ nhất là mặt mình rách, cái thứ hai là mặc áo hở hang mà nhìn xuyên qua tới bên trong. Em ghét nữa. Móng tay sơn lòe lẹt là em ghét lắm. Cô này xuất hiện y chang chăm chăm đi luôn. Mình đứng từ xa mình nghĩ nó rồi. Nó điên nữa rồi. Làm tất cả những cái gì mà nói chung là đối lập lại với em, giống như là ngày xưa em ghét cái gì là làm cái đó. Làm những cái gì mà em ghét nhất đó. Đúng rồi. Chẳng lẽ giờ có cái gói kế bên cạnh, lẽ giờ lấy cái gói vọng vô mặt cho cái cho bỏ ghét. Nhưng lúc đó bực lắm kìa. Nhưng mà anh hỏi nè, có phải em cố tình em làm như vậy để mà chọc tức ông nào? Dạ. Đúng rồi. Em cố tình, tại vì tâm lý. Em lựa nào mà rách nhất, mỏng nhất, rồi em là cái mặt em đậm nhất. Tại vì em biết, ghét cái kìa đó. Em muốn cho thấy là cái hình ảnh bây giờ không phải là đứa nít như hồi xưa nữa. Ủa nhưng mà ghét như vậy, và cố tình chọc điên như vậy thì sao lại dính? Anh này chắc thấy vậy khoái sao á, tại vì nếu mà nhìn chung quy thì lúc đó em cũng đẹp hơn cái lúc mà chia tay ảnh. Lúc đó nghĩa là hết hình, nó không còn là hình cái dáng là thịt hồn dịch nữa rồi đúng không? Đó thì được cái là tươi hơn ngày xưa nhiều, biết chăm chút hơn nhiều. Nghĩ sao mà em quyết định lấy? Cảm thấy cái tính cô này á, bây giờ khác xưa nhiều lắm, hiểu mình nhiều lắm. Mình nói ra, mình không kịp nói ra thì cô này đã hiểu rồi. Qua lại thì gia đình hai bên thì muốn, nói chung là tại thấy tối ngày đi qua nhà bên kia ăn cơm cũng ăn ở bển, uống nước cũng uống ở bển, tới 12 giờ khuya mới về nhà. Thì mới kêu thôi qua hỏi cưới luôn. Thì lúc mà hai bên qua nhà đó, khi mà bước vô tới nhà thì hai bên mới gặp mặt nhau, thì mới nhận ra nhau là ngày xưa là anh em bạn bè đồ của nhau luôn, hai bên gia đình luôn. Dạ. Cái nhân duyên hả? Vậy thì bây giờ sau khi cưới nhau về rồi, tính xấu nó có lòi ra không? Nhiều lắm. Trời ơi, lòi nhiều lắm. Nhiều hả? Ưu tiên cho kể trước đó. Vợ mà đi làm về rồi đó, đồ đạc quăng tứ lung tung trong phòng á, chén cơm mà ăn xong hết vẫn còn để nguyên đó luôn. Mình tức tới nỗi mình đóng cửa cái rầm luôn, cái là cổ mới giật mình mới biết là có mình hiện diện ở đó đó. Giống như mình người tàn hình vậy. Có nghĩa là vô tâm. Vô tâm còn nít mà đúng không? Rồi còn gì nữa không? Rồi thứ hai là hỏi nhiều câu vu vơ với vớ vẩn. Ví dụ anh con... ơi, tại sao chiếc xe nó gọi là sắp 7? Ủa anh, cho con chim đó nó màu xanh. sao chiếc xe đó nó chạy được vậy anh? Rồi sao cô đó cô leo lên trên lầu đó được anh? Hỏi nhiều câu chứ trả lời được không? Không, em trả lời đâu có được đâu. Anh Kim đi lên hỏi người ta đi. Đó là cái tính rất là dễ thương đúng không? Mà đôi khi nhức đầu lắm. Rồi con nít nó hỏi dữ lắm, em ơi, hỏi tới tận cùng cái nào mình trả lời được nó mới ngưng. Rồi tới phiên em anh Thảo. Anh mê xe tối á, nhiều khi nằm được với em xíu cái hồi ra cái anh ra ngoài xíu ngủ ngoài luôn à. Rồi trốn ra ngoài vài gì rồi sao? Thì lỡ lúc mà cổ ngủ say thì là say á. Cái mình có khi nào mà trốn mà trong lúc bà vẫn còn thức không? Có chứ, bị bắt hoài á. Bắt còn có nhốt trong phòng luôn. Nhốt phòng luôn, còn có làm gì không? Nhiều. Hai đứa mà trốn ra ngoài hoài mà trong khi vợ lại trẻ trung như thế này, có sợ tuổi cao sức yếu không? Không, sao sợ nó được. Chỉ là quen ngày xưa, tại ngày xưa mà chưa có vợ là lúc nào xe làm xong xuôi hết, tức mình dựng đó là mình văng vọng kế bên mình nằm ngủ ghét quen rồi, giống như giờ là cái tính vậy. Sao có khi nào mê xe hơn mê vợ không trời? Ngày xưa mà chưa có vợ thì có cái vụ đó rồi đó. Bây giờ đang hỏi tầm chứ không ai hơn ai hết trơn á. Vậy đó hả? Dạ, 50-50 luôn. Ngoài người ta dùng trai, đứa thì nhìn gái không nhìn, ông nhìn xe. Giờ đâu dưới không vậy nè. Mà nhìn xe vậy em lại đỡ hơn đúng không? Gặp gái là chê rồi ăn mặc thấy gớm vậy nọ, mà nhìn xe là
Vậy giờ đối tượng của em ghen là cái xe đó. Đúng không? Dạ. Xuống đây con người đó. Có khí điện máy không nội? Vậy có nói như vậy nè, ông mà ra ngủ dưới xe nữa tối tôi giác đồ là tôi đốt hết luôn vậy. Sợ. Em muốn là ngủ với em nhiều hơn. Ngủ được. Với em bớt ngủ dưới xe đi phải không? Dạ. À, tại 67 á, né ra đi. Tới thắng lợi muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt nói nhiều với lại bớt lười biếng rồi với lại đừng hỏi nhiều câu vu vơ quá em trả lời cũng được. Tại vì cái tính ảnh ấy như là ít quan tâm tới em á, nhiều khi ảnh mê coi xe trong điện thoại á, nhiều khi em nói chuyện nó màng tới vậy. Em muốn nói để cho anh nói chuyện với mình gây sự chú ý vậy. Thì bây giờ vậy nè em, dễ lắm, giờ thỏa thuận đi. Thì em cứ canh ví dụ như khuya thì 11 giờ cho tới 12 giờ là cái giờ phút đó là anh phải để dành cho em. Rồi sau 12 giờ em ngủ rồi anh muốn ra xe đó chuyện của anh. Còn những cái mà chồng em đam mê cái chuyện mà phải coi xe đó là cái nghiệp đam mê nghề nghiệp rồi. Chẳng thà em để mê bà 67 đi còn hơn là mê cái bà nào đó. 78 đúng không? Ừ. Còn kệ em mà muốn cho vợ em bớt hỏi những câu vu vơ đó ha. Có con sau này tự vợ em sẽ phải trả lời cho con em những cái câu vu vơ thế để nó biết thấy cảnh là thế nào. Thấy chưa? Cảm ơn tụi em. Rồi, cảm ơn thắng lợi với Thảo. Dạ.